Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, luật bảo hiểm y tế có một số điểm mới. Tìm hiểu xung quanh vấn đề này, chúng tôi đang có mặt tại Bảo hiểm xã hội tỉnh để ghi lại những ý kiến thắc mắc của người lao động với ông Nguyễn Duy Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đây cũng là nội dung của mục hỏi đáp pháp luật cho người lao động tháng 6 năm 2015. Chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn xem truyền hình. Vâng, xin chào chị. Chị cho biết chị tên là gì và chị đến từ đơn vị nào? Tôi tên là Lan, đến từ khu công nghiệp Bình Xuyên. Tôi xin có câu hỏi là tôi tham gia đóng bảo hiểm y tế được 8 năm 6 tháng. Trên thẻ bảo hiểm y tế của tôi có ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục từ mùng 1 tháng 1 năm 2015. Vậy cho tôi hỏi chế độ bảo hiểm người lao động có thời gian tham gia từ 5 năm trở lên như thế nào ạ? Theo điểm C khoản 1 điều 22 của luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2015 có quy định người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh theo quy định tại điều 26, điều 27, điều 28 của luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với các mức cụ thể như sau: là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn hơn 6 tháng lương cơ sở trong năm, và trừ các trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến. Như vậy mà chị khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vâng, chào anh. Anh có những thắc mắc gì với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh? Vâng, em đang là một công nhân tại công ty cụm công nghiệp Hợp Thịnh. Em xin được hỏi là công ty của em đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm Y tế Tam Dương ngày 10 tháng 3 năm 2015. Em tự đi khám bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh của em được bác sĩ khám sau đó kê đơn cho mua thuốc và không phải nhập viện điều trị. Em phải chi trả 100% chi phí khám bệnh và mua thuốc. Em được giải thích là tự đi khám bệnh vượt tuyến và ngoại trú không liên không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Vậy cho em hỏi, như vậy có đúng quy định không? Vâng, theo khoản 3, điều 22 của luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 thì trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1. Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 điều này. Cụ thể là nếu khám điều trị nội trú tại tuyến trung ương thì được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú. Điều trị nội trú tại tuyến tỉnh được hưởng 60% chi phí điều trị nội trú từ mùng 1 tháng 1 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2020 và được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 trong phạm vi cả nước. Và điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 và 100% chi phí khám chữa bệnh từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2016. Như vậy, người có thẻ bảo hiểm y tế mà tự đi khám chữa bệnh, điều trị ngoại trú thì sẽ không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, những câu hỏi vừa rồi cũng là những câu hỏi được rất nhiều người lao động quan tâm trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong nhận được nhiều câu hỏi của khán giả. Mọi thắc mắc người lao động có thể gửi về địa chỉ email ban.cskthx.vp@gmail.com.